chia sẻ với các bạn những cái nốt ruồi mà phụ nữ thường là để ý một chút này. Đây là những cái nốt ruồi mà theo nhân tướng học người ta nói là không được tốt về đường chồng con. Theo như các chuyên gia nhân tướng học, những vị trí nốt ruồi dưới đây được coi là điểm xấu đối với phụ nữ. Nốt ruồi thứ nhất là nốt ruồi trên xương đòn gánh. Phụ nữ có nốt ruồi trên xương đòn gánh phần lớn trong sự nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả, phải trả giá nhiều nhưng thu lại ít. Nốt ruồi thứ hai, nốt ruồi ở giữa yết hầu. Phụ nữ có nốt ruồi này thường dễ gặp chuyện bất lợi liên quan đến sinh sản hay là sản nạn đấy, tức là lúc sinh đẻ đấy, cần chú ý nhiều đến an toàn của bản thân. Nốt ruồi thứ ba là nốt ruồi ở vị trí môi dưới và cằm. Phụ nữ có nốt ruồi này dễ bị tai nạn về nước và lửa. Ngoài ra, số ít được đi xa, chỉ sống quanh nơi mình sinh ra và lớn lên, tức là xuất ngoại là hơi khó đấy. Nốt ruồi thứ tư, nốt ruồi ở ngang mép, cách vị trí môi một khoảng từ mắt xuống thẳng. Đây là nốt ruồi gặp nhiều bi kịch vì thói đa tình. Đàn ông hay phụ nữ có nốt ruồi này ở vị trí này đều thuộc típ người là ham mê luyến ái, không chung thủy. Nốt ruồi thứ năm là nốt ruồi trên trán phía trên phải gần tóc mai. Phụ nữ có nốt ruồi này số phải tha phương cầu thực, thường hay gặp trắc trở bôn ba trong cuộc sống, phận vất vả lận đận. Nốt ruồi số 6 là nốt ruồi ở ngang mép bên phải, từ tròng mắt thẳng xuống. Phụ nữ mà có nốt ruồi này thường hay gặp họa thị phi, nói năng không cần ngôn, dễ gặp tai họa trong lời nói. Ngoài ra, phụ nữ có nốt ruồi này thường có nhiều chồng. Nốt ruồi thứ bảy, nốt ruồi ở vị trí lông mày bên trái trên mắt. Người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thường hay gặp tai nạn, thương tích, số cô độc, dễ ly hôn. Nốt ruồi số 8 là nốt ruồi phía dưới mắt bên phải. Phụ nữ có nốt ruồi này không thuận về đường con cái, sinh con khó nuôi, con cái hay bất hòa với cha mẹ, con cái không ở gần cha mẹ. Nốt ruồi thứ 9, nốt ruồi ở phía dưới cuối đuôi lông mày. Loại nốt ruồi này thường thể hiện chủ nhân là người thích cảm giác mới lạ trong chuyện ấy. Không, họ không thích kết hôn hay và ngay cả khi là đã có gia đình, họ vẫn sẵn sàng vượt qua rào để theo tiếng gọi của ham muốn. Nốt ruồi thứ 10, nốt ruồi ở khóe mắt. Phụ nữ có nốt ruồi này, cuộc đời hay gặp phải những kẻ hung ác, số phận thường kém may mắn. Những cái nốt ruồi này thì cũng mang tính chất là tham khảo. Nó còn tùy thuộc vào rất nhiều cái vấn đề khác thì mới tạo nên được cái cuộc sống hoặc là những cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ. Chúng ta